celebration of the birth of Jesus Christ from the Virgin Mary, which has become one of the most prominent global holidays and is celebrated by Christians and non-Christians around the world. Christmas, from the words Christ's Mass, is presently celebrated on December 25th, as it has been throughout much of history. As a feast, Christmas lasts until January 1st, the Feast of Mary. During this time, merrymaking and feasting are appropriate. Christmas is commonly thought to end at the Feast of the Epiphany 12 days after Christmas, but this is not entirely true. Christmas is also a season of the liturgical year, and it lasts at least until the Sunday after the Feast of the Epiphany. In older traditions, Christmas was a full 40-day period, which corresponded to the 40 days of Lent. The official end of the Christmas season, of course, is simply when the church returns to ordinary time. There is considerable debate among historians as to the placement of the day on the calendar and the reason why it is so. According to scholarly interpretation of the scripture, Jesus was likely born in the spring, or even more likely the fall, and not in December as commonly believed. However, the date of Christmas on December 25th was firmly fixed by the church during the time of the late Roman Empire. Some speculate that the date was chosen to coincide with pagan festivals, such as a Roman celebration of the sun and other pagan midwinter rites, like the winter solstice. Other theories reference early Christian debates over when to fix the holiday. In the early church, it was believed Christ was conceived on March 25th, making the choice of December 25th logical because it's 9 months later. It should be noted that the early church used a different calendar than what is used today, and the earliest Christmas celebrations, which are on December 25th in the old calendar, would be on January 7th under today's Gregorian calendar. Regardless of the origin of Christmas and the choice of the date, the Christian celebration has always been intended to commemorate the birth of Jesus Christ. And this commemoration is far more important than the trivia surrounding the origin of the holiday. Christmas has been celebrated variously throughout history. It is universally considered a happy day that is greeted with much anticipation and revelry. The season of Advent precedes Christmas and has long been used as a time of purification, a sort of mini Lent, during which Christians do penance and purify themselves before the arrival of Christ in the world. Christmas has not always been celebrated in the Western world. The Protestant Reformation, particularly the rise of Puritanism in England, led to temporary bans on the holiday, although the bans were generally unpopular. Christmas did not become a major holiday among some Protestants until the 19th century, when it came into vogue with the upper classes in England and the United States. However, Christmas has always been celebrated by the Catholic Church, and it's considered one of the holiest days of the year, just behind Easter. Today, Christmas has lost much of its meaning in our culture. This slide into secularism and commercialism actually began in the 19th century, as merchants promoted the idea of gift-giving as part of the holiday. Gift-giving is a major tradition around the world, although many still wait until the Feast of the Epiphany in January to exchange gifts, thus preserving the reverent intent of the holiday. Present-day Christmas celebrations include displays of lights and trees, parades, and the time is anticipated by retailers who rely on the seasonal sales to balance, or so it is widely claimed. Meanwhile, devout Christians commonly put up nativity scenes. A popular Catholic custom is to keep the baby Christ out of the display until Christmas Eve or after midnight mass. Some families will place the three kings away from the nativity scene and allow the children to move the figures closer to the manger each night until the Feast of the Epiphany on January 6th, when their arrival is celebrated. Christmas customs and celebrations vary widely around the world. There are no rules in the church governing these traditions other than keeping holy days of obligation and the rites and rituals which are to be performed. The wide variation is something itself to be celebrated, for it illustrates the rich diversity and the truly universal. Could it be,
Hôm qua ngồi trên máy bay bay sang đây, tôi mới đọc cái bản tin, chắc là cũng có nhiều vị đã đọc rồi, là có một bức tranh sơn dầu xưa lắm rồi, vẽ hình Chúa Cứu Thế và có cái tựa đề là Salvator Mundi, tức là Đấng Cứu Thế. Thì bức tranh đó là tranh sơn dầu, nó cũ lắm, mà vẽ hình Chúa, mà nó, cái sơn nó cũ đến độ mà người ta lấy cái sơn mới người ta vẽ lên. Và bức tranh nó đóng trong cái khung, nó chỉ cao có 65cm, chiều ngang 45cm. Nói chung là bức tranh nhỏ bình thường. Thì bức tranh đó năm 1958 họ bán được 60 đô. 60 đô thì tôi nghĩ là lúc đó có một người công giáo nào nó tình cờ vì quý bức tranh, thấy họ bán đấu giá thì mang về treo thôi. Rồi đến 2005 thì bán đấu giá được 10.000, được 10.000 đô. Nhưng mà đến năm 2011 thì người ta khám phá ra tác giả của bức tranh đó là Leonardo da Vinci, là tác giả lừng danh của nước Ý, mà người ta khám phá ra nguồn gốc là lúc đó vua Louis XII của nước Pháp đánh được nước Ý, chiếm được Milan, cho nên mới kêu ông họa sĩ lừng danh này đến vẽ bức tranh Chúa Cứu Thế cùng lúc với bức tranh lừng danh nữa là Mona Lisa. Thì sau khi mà người ta khám phá ra, người ta thử nghiệm và người ta chắc chắn đó là bức danh họa của họa sĩ Leonardo da Vinci, thì một tỷ phú của Nga lập tức mua với giá 127 triệu đô ngay lập tức. Thì quý vị tưởng tượng bức tranh đang từ 60 đồng bán lên 10.000, bây giờ chỉ vì biết tác giả mà mua tới 127 triệu Mỹ Kim. Nên cái tác giả nó quan trọng lắm. Thưa quý vị đang nghe chuyện ma, nhưng mà khi biết chuyện ma Nguyễn Hồng Ngạn là tự nhiên nó đắt hơn, là chuyện ma người khác. Nên cái tác giả nó quan trọng lắm. Mà thưa quý vị, người ta có câu là họa sĩ phải chết thì mới giàu. Từ lúc sống không có bán được tranh, nhưng mà bức tranh của Van Gogh mới đây bán được 81 triệu mấy. Bức tranh này là vẽ hình Chúa Cứu Thế, bán được 127 triệu cho một tỷ phú người Nga, là tưởng là quá mức rồi. Nhưng mà hôm 26 tháng 11, tức là cách đây có mấy ngày thôi, thì lại có một người khác mua bức tranh này với giá người ta chưa từng thấy, 450 triệu đô 300 ngàn thưa quý vị. Bức tranh Chúa 450 triệu 300 ngàn đô là lịch sử chưa bao giờ có. Tôi đọc xong bản tin này thì tôi nghĩ ngẫm nghĩ mãi, tôi nói là Chúa thật, Giuđa bán có 30 đồng rồi. Mà bây giờ bức tranh Chúa giả mà lại là tranh cũ mà đắp lên nữa, bán tới 450 triệu. Cái chuyện đó, tôi lấy cái chuyện đó là ví dụ, và cho đến giờ này thì bức tranh Chúa Cứu Thế vẫn là cao giá nhất trên thế giới. Đó là câu chuyện vui phải không quý vị? Tôi rất là thú vị câu chuyện này, tôi kể hầu quý vị. Vâng, thì nhân đó thì lại trở lại với chủ đề Noel. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Màu Xanh Noel của Nguyễn Văn Đông và Lời Con Xin Chúa Lê Kim Khánh sẽ lần lượt được gửi đến quý vị qua hai giọng ca nữ mà ai cũng duyên dáng. Thưa quý vị, Như Ý và Lam Anh. Trần thế anh có nhớ không anh, em mặc màu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt một chiều đông Giáng sinh. Ngồi chờ radio anh kể tích xưa rằng vào một đêm giá lạnh, dập trời hào quang thiên thần và nơi hang Bethlehem Thiên Chúa sinh trên máng cỏ là con Chúa Trời.
ngày tháng trôi đi quá mau, mùa sao sáng năm nào giờ cũng Noel, một mình em thẫn thờ quỳ bên hang đá nguyện cầu một người chân mây gió được sống gần nhau. Tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt, dành đến năm sau khi cùng anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho em sống màu xanh ái ân. Ngồi chờ radio anh kể tích xưa rằng vào một đêm giá lạnh dập trời hào quang thiên thần và nơi hang Bethlehem Thiên Chúa sinh trên mảng cỏ là con Chúa Trời. Ngày tháng em thẫn thờ quỳ bên hang đá nguyện cầu một người chân mây gió được sống gần nhau. Tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt, dành đến năm sau khi cùng anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa màu xanh ái ân. Để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho em sống lại màu xanh ái ân. Xót thương, thương nhà Việt Nam. Chỉ
phước lành, hòa bình hay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Trân trọng đến tất cả quý vị. Và Như Ý và Lam Anh xin chúc cho quý cha, quý sơ và tất cả quý vị một mùa Giáng sinh thật an lành. Thưa quý vị, lúc nãy tôi tình cờ vì nói bức tranh mà tôi nhắc đến chuyện Giuđa bán Chúa, thì làm tôi hồi tưởng lại cái thời thơ ấu của tôi. 4 năm tuổi vào nhà thờ, mùa thương khó khi nghe người lớn ngắm đều nhắc câu là Chúa Giêsu đêm ấy thấy tội thiên hạ và thằng Giuđa phải sa hỏa ngục. Năm nào cũng nghe những lời ngắm đó, người ta gọi là thằng Giuđa phải sa hỏa ngục, và tôi cứ nghe như thế cho đến khi tôi lớn lên một chút, đủ trí khôn, tôi mới giật mình đặt lại câu hỏi rằng Chúa bảo không được phán xét, tại sao mình lại nói thằng Giuđa phải sa hỏa ngục? Có phải không quý vị? Thật sự nó như vậy. Và tôi mong rằng giáo hội bỏ câu đó đi. Và quả thực ngày hôm nay tôi rất vui mừng vì giáo hội đã bỏ câu đó rồi. Không ai kết án Giuđa phải sa hỏa ngục. Bởi vì tôi nghĩ một cách đơn giản như thế này này. Giuđa thấy thầy của mình, tức là Chúa, quyền năng đến cùng cực, người mù làm cho sáng, người què chữa dậy đi đá banh được, người chết làm cho sống lại, nước biến thành rượu, thì mấy người Do Thái đó làm gì được Chúa? Vì tin như vậy ông ấy bán lấy 30 bạc kiếm chút cháo thôi, chứ ông đâu có chủ trương để bán Chúa lấy 30 bạc. Ông tin rằng không ai làm gì được cái quyền năng của Chúa, cho nên ông ấy bán. Nhưng ông không biết một điều rằng giờ của Chúa đã đến, giờ chịu nạn để cứu chuộc nhân loại đã đến. Cho nên là Chúa bị bắt, bị xử phạt, bị tuyên án, bị đóng đinh. Ông quăng 30 đồng vào nhà thờ và treo cổ tự tử. Cái hành động đó là cực kỳ ăn năn hối hận. Và biết đâu trong cái khoảnh khắc chỉ 1-2 giây treo cổ chưa chết, ông đã hối lỗi xin Chúa tha tội, như Thánh Phêrô chối Chúa 3 lần. Cho nên khi mà Chúa nói các con đừng phán xét,
Tôi nghĩ càng ngày càng thấy thấm thiết cái câu đó, bởi chúng ta không nhìn được sâu trong lòng người ta, chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Đức Giáo Hoàng Francis của chúng ta khi hỏi về những người lesbian, người gay, thì Đức Thánh Cha nghĩ làm sao? Ông nói một cách đơn giản, Đức Giáo Hoàng nói một cách đơn giản là Who am I to judge? Tôi là cái gì mà được phán xét? Cho nên tôi vẫn cho cái câu quan trọng nhất mà chúng ta không giữ được. Chúa bảo không được xét đoán, nhưng chúng ta vẫn chỉ trích, vẫn phê bình, vẫn dèm pha, vẫn phê phán những cái rất là bề ngoài. Đó là cái điều mà tôi cũng đã phạm cái lỗi đó. Ở tuổi cuối đời, tôi nhìn thấy cái điều đó rất là quan trọng. Chúng ta là người Công giáo, thưa quý vị, đến nhà thờ đầu tiên tôi nhìn cái bảng ngoài kia, I am proud to be Catholic. Tôi hãnh diện là người Công giáo. Know, love and serve. Hiểu biết, yêu thương và phục vụ. Ngoài cổng này tôi thấy cái bảng đó, chúng ta hãy hiểu biết, hãy yêu thương và phục vụ người khác theo đúng ý của Chúa. Xin cảm ơn quý vị ạ. Thưa quý vị, bây giờ là nhạc phẩm Đền Tạ Trái Tim Mẹ Nguyễn Khắc Tuần. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Rằng bao sóng gió con lo gì con
dạy mẹ vỡ cảm tạ quý cha quý sơ và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chúc quý vị một mùa lễ bình an đầy hồng ân của Thiên Chúa. Xin cảm tạ quý vị rất nhiều.